Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, một trận bão lớn đã đến với Nhật Bản và vừa qua thì trận đấu giao hữu cuối cùng với đại học Shizuoka tại Nhật Bản thì đã bị hủy. Đội tuyển U17 Việt Nam vẫn được nhận thưởng rất lớn. Cùng với đó thì đội tuyển nữ Việt Nam trong ngày vừa qua thì cũng đã có một trận đại thắng trước cựu những ngôi sao đến từ SEA Games 2003. Và cuối cùng đó là báo chí của Indonesia bất ngờ gọi tên Văn Hậu cho một thương vụ cực kỳ đắt giá. Đó là một số những thông tin chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của Tổ bóng đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, theo lịch đúng ra thì đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có một trận đấu giao hữu cuối cùng với một đội bóng đến từ Nhật Bản, đó là trường đại học Shizuoka. Thế nhưng cuối cùng thì trong buổi chiều ngày hôm qua thì đã có một cơn bão rất lớn, mưa rất to, cho nên là đội tuyển U17 Việt Nam đã phải hủy bỏ trận đấu này. Và theo thông tin chúng tôi nhận được từ trưởng đoàn của đội tuyển U17 Việt Nam tại Nhật Bản hiện nay, đó là anh Trần Văn Quỳnh có cho biết là hiện nay thì thời tiết tại Nhật Bản vẫn đang rất mưa rất to và dự báo trong khoảng 2 ngày tới thì những cơn mưa sẽ tiếp tục được diễn ra. Vì vậy mà trận đấu có lẽ rằng cũng sẽ không được tiếp diễn nữa. Thế nhưng với đội tuyển U17 Việt Nam, mặc dù chúng ta không đá nốt trận đấu vừa qua do yếu tố về mặt thời tiết, thế nhưng chúng ta cũng đã có được 2 trận thắng và 1 trận hòa trước các đội bóng tại Nhật Bản. Và vừa qua thì chúng ta cũng nhận được rất nhiều thông tin vui. Đội tuyển U17 Việt Nam đã nhận được những phần thưởng vô cùng tuyệt vời. Thứ nhất là vừa qua thì trên đất của Nhật Bản, đội tuyển là U17 Việt Nam cũng nhận được rất nhiều những tình thương, sự yêu ái đến từ các cổ động viên. Họ cũng đã đến sân để cổ vũ dành cho những cầu thủ trẻ của đội tuyển U17 Việt Nam để chúng ta hoàn thành tốt cái chuyến tập huấn này. Và thứ hai nữa, trong thời gian vừa qua khi mà tập huấn tại Nhật Bản thì không chỉ có bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng đoàn anh Trần Văn Quỳnh đã có sự hỗ trợ rất tốt dành cho đội tuyển U17 Việt Nam, từ nơi ăn trốn ở, sân tập, rồi khách sạn nghỉ ngơi vân vân, mọi thứ thực sự là vô cùng hoàn hảo. Và bên cạnh đó thì nước chủ nhà Liên đoàn bóng đá của Nhật Bản, họ cũng tạo những điều kiện thực sự là vô cùng tối đa, rất tốt và tuyệt vời dành cho đội tuyển U17 Việt Nam. Và trong những trận đấu vừa qua, những trận đấu thực sự thành công, thì bên phía Nhật Bản họ cũng đã có một ngỏ ý là tiếp tục mong muốn là sẽ có những đội trẻ, đặc biệt là đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tiếp tục sang Nhật Bản để tập huấn, có những trận đấu giao hữu để chúng ta có sự hợp tác tốt hơn nữa ở trong tương lai. Và đặc biệt là trong trận đấu vừa qua sau khi mà nó bị hủy thì đội tuyển U17 Việt Nam cũng đã được trưởng đoàn của đội tuyển U17 Việt Nam, đó là anh Trần Văn Quỳnh, cũng đã dẫn đi siêu thị để chúng ta mua sắm, xả stress và tìm hiểu cuộc sống bên Nhật Bản. Rõ ràng là những trải nghiệm tại Nhật Bản hiện nay là những trải nghiệm thực sự quý giá mà không phải bất cứ một cầu thủ trẻ nào ở lứa tuổi U17 hay U16 Việt Nam có được những cơ hội để chúng ta trải nghiệm. Những môi trường như Nhật Bản thực sự là môi trường chuyên nghiệp, và những gì mà chúng ta đã có được ở trong thời gian vừa qua, tôi nghĩ rằng đó là những phần thưởng cực lớn dành cho những cầu thủ U17 Việt Nam. Chứ không phải đây những phần thưởng chỉ là tiền đâu. Tiền đôi khi cũng rất quan trọng, thế nhưng rõ ràng những gì mà đội tuyển U17 Việt Nam nhận được đó là những phần thưởng vô cùng xứng đáng và thực sự quý giá dành cho những cầu thủ trẻ. Còn vừa qua thì cũng có khá nhiều thông tin, cũng có khá nhiều những chia sẻ của rất nhiều các khán giả trên kênh của chúng tôi. Thì chúng có nói rằng là vừa qua rõ ràng là đội tuyển U17 Việt Nam đá với đại học Shizuoka rồi, tỷ số 4-0 rồi cơ mà. Thế nhưng khẳng định là một điều, đây là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ chính trưởng đoàn của đội tuyển U17 Việt Nam hiện nay đang đến Nhật Bản, đó là anh Trần Văn Quỳnh. Và nếu quý vị và bạn có thể có một số thắc mắc hoặc chưa tin thì quý vị và bạn có thể đến lên Facebook, quý vị và bạn có thể trần gõ đúng chữ là Trần Văn Quỳnh thôi thì sẽ ra cái trang đầu tiên, đó là anh trưởng đoàn của đội tuyển U17 Việt Nam. Anh ấy đã cập nhật rất nhiều thông tin trong quãng thời gian vừa qua, từ nơi ăn trốn ở rồi diễn biến của các trận đấu như thế nào, kết quả tỷ số ra làm sao thì quý vị và bạn cũng có thể nắm được một cách rất rõ ràng. Có một số người thì có hỏi tôi rằng là không biết tại sao mà có một cái số kênh họ lại đưa ra những tỷ số như vậy, mục đích không biết là cái gì, rõ ràng cái tỷ số rất sai, không chính xác một chút nào. Thế nhưng cũng đơn giản thôi, nếu như quý vị bạn cũng có hiểu một chút về cái tính năng đề xuất thì quý bạn cũng có thể hiểu như thế này. Nếu như quý vị bạn có tìm kiếm một cái gì đó không chỉ là trên Facebook nhé, quý vị bạn chỉ cần lên một trang web thôi, quý bạn gõ về một cái sản phẩm nào đó thì chắc chắn rằng khi mà quý vị bạn lên Facebook thì những cái hình ảnh về những sản phẩm đó nó sẽ đề xuất ngay trên trang chủ của quý vị bạn ngay. Đó là đề xuất rất thông minh đến từ Facebook, và YouTube thì cũng thế thôi. Hiện nay thì những thông tin mà quý vị bạn đang mong muốn tìm hiểu về đội tuyển U17 Việt Nam là rất lớn. Và thứ hai nữa thì những trận đấu đó, những hình ảnh đó thì nó lại là kín,
và chắc chắn là những thông tin liên quan đến đội tuyển U17 Việt Nam thì nó không nhiều một chút nào cả, chứ không muốn nói rằng rất hiếm. Vì vậy mà một số những thông tin của một số nguồn kênh thì họ có thể đưa ra những thông tin trước đó vài tiếng trời. Có khi 4 giờ mới đá xong thì họ đã đưa tin cập nhật kết quả từ lúc 3 giờ rồi. Vậy thì lý do vì sao mà họ lại đưa ra như vậy? Bởi thứ nhất là thời điểm đó thì đương nhiên phương tiện truyền thông chính thống thì họ sẽ không có đưa ra được thông tin gì cả. Bởi thực tế là đã đá đâu, kết quả đã có đâu. Thế nhưng họ đưa ra trước thì sẽ khiến cho một lượng lớn khán giả họ cảm thấy tò mò để vào theo dõi. Và đương nhiên khi mà cái đề xuất của YouTube nó sẽ là như thế này. Khi mà có một lượng lớn cái truy cập đến vào một cái thông tin, một cái video nào đó thì nó sẽ được đề xuất. Và kể cả quý vị bạn có biết rằng thông tin đó sai, quý vị bạn có vào mắng chửi như thế nào, thì chính những cái mắng chửi đó lại càng khiến cho cái video đó nó càng được đề xuất cao hơn. Và điều đó sẽ khiến cho nhiều người sẽ xem được cái video đó lớn hơn. Và cái mục đích của người ta là gì? Đương nhiên thì cũng là tiền thôi. Chúng tôi làm bản tin thì đương nhiên cũng mong muốn sẽ có được nhiều lượt theo dõi, nhiều lượt xem. Và đương nhiên khi đó thì chúng tôi cũng có thêm một chút cái thu nhập. Thế nhưng với một số những hình ảnh mà chúng tôi muốn rằng là quý vị và bạn cần nhận được những thông tin chính xác nhất để khiến cho chúng ta cảm thấy không bị lừa. Bởi thực tế là làm cái thông tin này thì thứ nhất là chúng ta cũng cần phải tôn trọng khán giả, tôn trọng cái cộng đồng của chúng ta. Thế nhưng với một số những thông tin sai lệch thì có lẽ rằng họ chỉ tôn trọng tiền thôi, họ chỉ mong muốn có tiền thôi, còn họ không tôn trọng khán giả và không tôn trọng cái cộng đồng mạng bóng đá Việt Nam của chúng ta đâu. Vì vậy những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị bạn là những thông tin chính xác nhất, mặc dù nó sẽ chậm một chút và đương nhiên là cái sự quan tâm của quý vị bạn cũng sẽ không còn nữa. Bởi nhiều người thì có khi vẫn tin rằng tỷ số là 4-0 rồi, còn theo dõi xem làm gì nữa của cái kênh Từ Bóng Đá là làm cái gì. Thế nhưng đó là thông tin mà tôi muốn đính chính lại một chút. Vừa qua trận đấu cuối cùng với Đại học Shizuoka thì đã không được diễn ra do mưa báo quá lớn. Còn nếu quý vị bạn có được cập nhật những thông tin thì rõ ràng chúng ta thấy rằng một số những nguồn kênh thì trong cả 4 trận đấu vừa qua họ đều đưa thông tin sai về tỷ số cả. Và lý do như tôi đã nói thì rất rõ ràng rồi, có mục đích cả mà thôi. Thực tế thì chúng tôi cũng cảm thấy khá là bức xúc, mặc dù thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến chúng tôi đâu. Thế nhưng chúng tôi thấy rằng là họ coi thường khán giả quá. Họ lừa khán giả không phải là 1-2 lần, họ lừa cả 4 trận đấu vừa qua rồi. Thì một điều đáng buồn là nhiều khán giả thì chắc có lẽ rằng cũng khá quý vị bạn cũng có thể là có nhiều tuổi, cho nên chúng ta cũng không cập nhật được những thông tin đa chiều, mà chúng ta cứ mặc định rằng là những cái thông tin đó là những thông tin chính thống và những thông tin của chúng tôi đi sau thì có lẽ rằng cũng không ai quan tâm nữa cả. Thế nhưng dù sao thì cũng không có vấn đề gì, chúng tôi vẫn mong muốn chuyển đến quý vị bạn những thông tin chính xác nhất về đội tuyển U17 Việt Nam. Còn vừa qua thì cũng trong buổi chiều ngày 2 tháng 6 thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có một trận đấu giao hữu với các cựu cầu thủ từng tham dự SEA Games 2003. Và chung cuộc thì các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã giành chiến thắng với tỷ số đó là 3-1. Nhằm kiểm tra lực lượng sau 2 tuần tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quyết định tung toàn bộ lực lượng mạnh nhất vào sân, ngay từ những cái tên như là Huỳnh Như, Thùy Trang, Bích Thùy, Hải Linh hay là Kim Thành. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã chủ động chơi bóng rồi là chơi nhanh để phù đầu đối thủ. Tuy nhiên với kinh nghiệm thì các cựu thủ vẫn đứng vững sau khoảng hơn 10 phút đầu tiên khi mà chịu những sức ép. Và thời gian tiếp theo thì thế trận cũng trở nên cân bằng hơn. Hai đội chưa ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Giữa hiệp 1 trận đấu thì Huỳnh Như đã di chuyển thông minh phá bẫy Việt Vị để nhận đường truyền của Tuyết Dung, đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận đấu này. Có lợi thế thì đội tuyển nữ Việt Nam đã chủ động chơi chậm nhằm tránh mất sức trong thời gian rất nắng nóng vừa qua. Và đây cũng là cơ hội để cho những cầu thủ cựu thủ có thời gian để cầm bóng tấn công. Phút thứ 40 thì tiền đạo đối phương đã đệm bóng cận thành sau một pha đá phạt hàng rào trúng xa ngang để gỡ hòa mở tỷ số. Và hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa đó là 1-1. Còn sang hiệp 2 thì huấn luyện viên Đức Chung cũng đã thực hiện một số những sự thay đổi khi mà Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Trương Thị Kiều, Hải Yến vào sân thay cho những cầu thủ như là Diễm My, Thùy Trang, Huỳnh Như và Tuyết Dung. Thế trận đôi công tiếp tục được diễn ra một cách vô cùng hấp dẫn và cả hai đội cũng có rất nhiều những cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Thế nhưng những phút cuối thì đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện được sự vượt trội hơn rất nhiều về nền tảng thể lực. Ngân Thị Vạn Sự là cầu thủ vào thay người và cũng nhanh chóng đã có được một cú đúp dành cho riêng mình và kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc đó là 3-1 dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và đó là kết quả thực sự rất tuyệt vời dành cho đội tuyển nữ Việt Nam
và hy vọng rằng đó sẽ tiếp tục là động lực để cho đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thành công ở trong những trận đấu giao hữu sắp tới với những đối thủ hàng đầu tại thế giới như là Đức hay là Tây Ban Nha hay là Ba Lan, một số những câu lạc bộ khác nữa. Còn thông tin cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn đó là thông tin liên quan đến Đoàn Văn Hậu. Hiện nay một thông tin rất đặc biệt liên quan đến Đoàn Văn Hậu, đó là báo chí của Indonesia đã đang gọi tên Đoàn Văn Hậu cho một cái thương vụ thực sự là vô cùng đắt giá. Bởi mới đây thì theo trang báo Libero của Indonesia thì họ lại cho rằng Văn Hậu đang cực kỳ phù hợp với tiêu chí chọn một ngoại binh của các câu lạc bộ thuộc Liga 1, khi mà họ có một đoạn viết như thế này: điểm mạnh nổi bật nhất của Đoàn Văn Hậu đó là sự đa năng. Cầu thủ này thi đấu ở vị trí hậu vệ trái tại Hà Nội FC. Thế nhưng khi lên đội tuyển Việt Nam thì Văn Hậu lại thích nghi tốt với vai trò cầu thủ chạy cánh trong hệ thống mà trung vệ. Khả năng tấn công của Văn Hậu là vô cùng nổi bật. Anh thường tung ra những cú tạt chất lượng từ cánh trái. Và tại V-League 2023 thì Văn Hậu đã có 3 đường kiến tạo trong màu áo của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ở đấu trường Cúp Quốc gia thì cầu thủ này cũng ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Khánh Hòa. Một ưu điểm lớn khác là kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Văn Hậu đóng vai trò là trụ cột tại U19 Việt Nam trước khi tỏa sáng ở những cấp độ đội tuyển cao hơn. Và năm 2017 thì anh ra mắt đội tuyển Việt Nam khi mới chỉ có 19 tuổi thôi. Và theo trang báo này thì họ có viết thêm như thế này: cho đến lúc này thì mới chỉ có 9 trên 18 đội tại Liga 1 sử dụng suất dành cho những cầu thủ Đông Nam Á thôi. Phần lớn những cầu thủ này đều đến từ Philippines. Hiện tại thì nhiều đội đang xúc tiến việc chiêu mộ những ngôi sao khác đến từ Đông Nam Á, và Văn Hậu dĩ nhiên là xứng đáng nhất cho các mục tiêu sắp tới. Đương nhiên thì với báo chí của Indonesia họ cũng có nhiều thông tin liên quan đến Văn Hậu, thế nhưng cá nhân chúng tôi thì nghĩ rằng là nếu như mà Indonesia họ có mong muốn chiêu mộ Đoàn Văn Hậu thì tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng không đến đó đâu. Bởi thực tế thì Văn Hậu, thứ nhất là trong quá khứ thì Văn Hậu cũng đã đối đầu với rất nhiều các đội bóng đến từ Indonesia rồi. Mà đương nhiên thì chúng ta thấy rằng là các cổ động viên của Indonesia họ cũng chẳng ưa gì Văn Hậu cả. Đó là câu chuyện mà chúng ta thực tế phải nói lại với nhau. Cũng giống như kiểu là Bumathan trong mắt của các cổ động viên Việt Nam vậy. Vì vậy mà dù cho họ mong muốn có được Văn Hậu ở trong thời điểm này, nhưng tôi tin chắc rằng Văn Hậu sẽ không đến với Indonesia. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào với những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tuổi Bóng Đá một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuổi Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.